Gia nhập Học viện Bayern Munich từ năm 2000 và được đôn lên đội 1 vào năm 2008. Cho đến nay, Müller đã có hơn 14 năm chinh chiến cho màu áo của hùng xám xứ Bavaria. Dù đã ghi rất nhiều bàn thắng kiến tạo cho Bayern Munich ở Bundesliga lẫn đấu trường châu Âu, đoạt vô số danh hiệu tập thể và cá nhân lớn nhỏ khác nhau trong màu áo đỏ này, song đẳng cấp của Thomas Müller vẫn luôn là dấu hỏi khiến nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ đặt nghi vấn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng trình độ của ngôi sao người Đức từ lâu đã vươn tầm thế giới và rất hiếm có một cầu thủ thứ hai sẽ sở hữu biệt tài đặc biệt như Thomas Müller. Đã có rất nhiều tranh cãi về vị trí trừu tượng của Müller trên sân bóng. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Bayern không đơn giản là xếp đầu trời đấy. Trong hơn 2 thập kỷ qua, Müller là cầu thủ hiếm hoi khiến các nhà bình luận và đối thủ gãi đầu gãi tai để có thể hiểu về bản năng của anh. Müller không phải là tiền đạo trung tâm, tiền đạo lùi lại càng không. Tiền vệ tấn công cũng chẳng phải mà tiền vệ cánh thì cũng chẳng rõ ràng. Trên thực tế, Müller chơi cả 4 vị trí đó, mỗi nơi một chút. Chính bản thân anh cũng dùng một từ tiếng Đức để mô tả về vị trí của mình trên sân bóng rằng đó là vị trí Raum Deuter, tên tiếng Anh là Space Interpreter, còn với tên tiếng Việt chúng ta sẽ dùng với cái tên mỹ miều hơn, kẻ đánh cắp không gian. Tôi không thật sự thoải mái khi thi đấu như một tiền đạo đơn thuần. Tôi không xem mình làm mẫu như vậy. Tôi thích hoạt động ở phần không gian phía sau hàng tiền vệ đối phương. Đó là nơi tôi có thể làm tổn thương đối thủ nhiều nhất. Có thể gọi đó là một vị trí lai giữa tiền vệ và tiền đạo. Tôi là một Raum Deuter. Nó thuộc về bản năng. Müller giải thích về vị trí của mình. Trong cuốn Pep Guardiola, The Evolution viết về cựu huấn luyện viên Barcelona và Bayern Munich, nhà báo thể thao Tây Ban Nha Marti Pereno có một đoạn mô tả. Müller để mất bóng nhiều hơn bất kỳ thành viên nào của Bayern trong 2 năm rưỡi qua. Anh ta không giỏi dây dắt bóng, chưa bao giờ là cầu thủ nhanh nhất đội. Khả năng đánh đầu của Müller không có gì đặc biệt và có lẽ anh ta cần cải thiện kỹ năng sút bóng. Quả thật, nhìn Müller chả ra dáng một ngôi sao bóng đá chút nào. Anh có gương mặt ngô ngố, hài hài, chứ không đẹp trai như kiểu Neymar. Thân hình anh tương đối mảnh khảnh chứ chẳng rắn giỏi như Cristiano Ronaldo. Anh không chạy với tốc độ gió cuốn như Aaron Robben và tất nhiên chẳng thể nào nhảy múa qua 3-4 hậu vệ giống Lionel Messi. Bản thân Müller cũng từng thừa nhận trên tờ Guardian rằng các cầu thủ thường tạo ra sự khác biệt ở những chuyên gia lừa bóng. Một số cực nhanh, số khác rất khéo và có nhiều động tác già. Để lừa bóng giỏi cần kỹ thuật xuất sắc, nhưng tôi không phải một chuyên gia lừa bóng. Những tình huống một đối một không phải điểm mạnh của tôi, do đó nhiều người nghĩ kỹ thuật của tôi kém. Ấy vậy mà chàng ngố 33 tuổi ấy luôn tỏa sáng ở những đấu trường đỉnh cao ở bóng đá. Müller từng đạt thành tích kỷ lục khi ghi 10 bàn trong 13 trận đấu tại World Cup 2010 và 2014. Tại Champions League, Müller có 53 bàn thắng và hơn 20 đường chuyền thành bàn trong 132 trận. Kỹ năng đánh hơi bàn thắng đã giúp Müller bỏ túi cho mình 141 bàn tại Bundesliga kể từ năm 2010 đến nay. Trong cùng khoảng thời gian này, chỉ có cựu đồng đội của anh là Robert Lewandowski và đội trưởng Marco Roy của Dortmund là ghi được số bàn thắng nhiều hơn Thomas Müller. Nhưng ở khoảng kiến tạo thì Müller chính là độc tôn. Trong cùng khoảng thời gian trên, tiền đạo 33 tuổi đã có cho mình 190 lần tạo cơ hội thành bàn cho các đồng đội và hơn 1/3 trong số đó là Thomas Müller kiến tạo cho Robert Lewandowski. Trận đấu dễ hơn khi có Thomas song hành bên cạnh. Tiền đạo đang thi đấu cho Barcelona nói về người đồng đội cũ của mình. Cậu ấy hỗ trợ tôi rất nhiều, chúng tôi kết hợp rất ăn ý với nhau. Thomas luôn tiến về khung thành đối thủ với rất nhiều bước di chuyển. Có cậu ấy trên sân đội sẽ có thêm một người nữa trong vòng cấm. Tôi thì có nhiều khoảng trống hơn và không còn gặp cảnh bị 2 hay 3 hậu vệ đối phương theo kèm nữa. Sự cơ động của Müller được liên kết với nhau bằng những thao tác chuyển nhanh, ít chạm, chọn đúng thời điểm di chuyển và tấn công đúng vị trí đối thủ dễ tổn thương. Trông thì có vẻ đơn giản nhưng nó là công đoạn phức tạp được điều khiển bởi tư duy độc đáo của Müller. Như anh từng nói, những điều đó thuộc về bản năng và chính sự giản dị này đã làm nên một Thomas Müller phi thường ở hiện tại. Müller được ví như cái bẫy được gài sẵn để đối thủ dẫm vào. Số 25 của Bayern luôn quanh quẩn trước và sau vạch việt vị, thường đứng song song với cầu thủ cuối cùng của đội bạn và dạt ra khu vực có khoảng trống rộng rãi. Theo thống kê, cứ 2 trận chính thức, Müller mới bị phạt việt vị một lần. Cầu thủ có 121 lần khoác lên mình màu áo tuyển Đức và ghi 44 bàn này rất thích di chuyển tự do, ngoan cố chờ bằng được cơ hội thích hợp để tận dụng. Anh là người duy nhất được phép tách khỏi hệ thống chiến thuật chung. Một bước nhỏ của Müller có thể làm sụp đổ cả bức tường thành vững chắc của đội bạn. Mấu chốt nằm ở thời điểm mà cầu thủ tuyến dưới thực hiện đường truyền và cầu thủ nhận bóng bắt đầu di chuyển vào khoảng không gian phù hợp. Müller nói với tờ Goal về cái kỹ năng không gian của anh. Có những khoảng không gian gây nguy hiểm trong bóng đá. Nếu chọn đúng lúc và nghiên cứu chúng, bạn sẽ học được cách khiến đối phương tổn thương nhiều nhất. Thông thường nó là khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương, nhưng phải chọn đúng thời điểm. Đó luôn là một trong những điểm mạnh nhất của tôi, di chuyển không bóng từ vị trí nguy hiểm nhất xuống sâu 1/3 sân đối phương. Bây giờ nhiều người đã hiểu thói quen này của tôi, nó không còn là bí mật, tiền đạo này nói thêm. Cách chơi ấy của Müller không phải điều gì huyền bí và cũng không có nhiều thắc mắc về cách thức chơi này nữa.
Anh nguy hiểm nhất lại là khi quay lưng lại với khung thành đối phương hoặc quay về một phía. Müller có khả năng đánh hơi thời điểm để bắt đầu bứt tốc và khoảng trống mà đối thủ thiếu phòng bị nhất, rồi sau đó thực hiện một đường chuyền ngang hoặc dứt điểm. Müller từng chơi cạnh rất nhiều những chân chuyền bóng thượng hạng, nhưng ngay cả những cầu thủ chuyền bóng này, như những người đồng đội hiện tại là Sané và Kimmich, họ vẫn cần Müller đóng vai một gián điệp, người đầu tiên thử di chuyển vào các khoảng trống đó để người chuyền bóng hình dung. Có thể đó là ý tưởng mà chính các chân truyền chưa từng nghĩ tới trong đầu, nhưng Müller sẽ đề xuất để biến nó thành quyết định sau cùng. Đó là lý do biến khả năng, chọn vị trí, tốc độ và tư duy cùng sự tự tin trở thành điểm mạnh của tôi. Müller nói thêm, tôi sẽ không nói mình khác người, chỉ có một thứ khác với những cầu thủ khác là bộ kỹ năng chung của tôi. Tôi có kỹ thuật tốt, nhưng không đi bóng nhiều. Có nhiều tiền đạo sút giỏi hơn và cũng nhanh hơn. Nhưng điều khác lạ ở đây là, bất chấp những điểm yếu đó, tôi vẫn có ích khi biết biến các khía cạnh khác trở thành điểm mạnh. Dường như ít người hiểu được những điều này, thay vì cố giải thích tôi là cầu thủ như thế nào, tại sao họ không tự hỏi bản thân mình làm thế nào mà một cầu thủ lại thành công ở Bundesliga như thế, hoặc làm cách nào mà anh ta lại ghi nhiều bàn ở World Cup với những kỹ năng bình thường đến thế. Có lẽ bản thân Müller cũng cảm thấy bức bách khi nhiều người xung quanh anh không công nhận tài năng thiên bẩm của anh. Thực chất nguyên nhân chính dẫn đến những hiểu lầm này là vì quá khó để họ có thể định lượng hết được những đóng góp mà Müller đã mang lại. Bản thân Müller trong những năm gần đây, cụ thể là từ sau mùa giải 2016-2017, người ta đã thấy một Thomas Müller đã tự tiến hóa bản thân mình để trở nên đa nhiệm hơn so với vai trò như một kẻ cắp không ra nữa. Trừ Niko Kovac ra, Müller được các huấn luyện viên dần kéo xuống đá như một số 10 thực thụ với vai trò thiên về kiến tạo nhiều hơn là dứt điểm. Người ta vẫn được thấy những tình huống thể hiện rõ, nhạy cảm không gian, thứ vốn đã làm nên thương hiệu của cầu thủ người Đức này trong suốt sự nghiệp. Chỉ có điều Müller giờ đây sẽ làm nó ở xa khu vực cầu môn hơn, làm nền cho một pha tấn công hơn là đá gần khung thành. Ngoài ra, một thứ khiến cho Müller giờ đây vẫn đặc biệt quan trọng dù cho không còn giữ được độ bén như hồi trẻ nữa là khả năng chỉ huy pressing tuyến đầu. Việc pressing không phải là cứ chạy lên áp sát đối thủ là xong, mà còn là nằm ở việc ai là người phát hiệu lệnh pressing, ai là người chỉ huy pressing ở khu vực nào, ai là người chỉ huy việc dừng pressing và lui về. Tất cả hệ thống pressing tầm cao của Bayern mà chúng ta đang thấy hiện tại đang được chỉ đạo bởi một bộ óc thiên tài của Thomas Müller. Khả năng đánh giá tình huống và cảm quan không gian là hai thứ đã biến Müller dù đã qua độ tuổi sung sức nhất vẫn trở thành một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất châu Âu. Müller đã ghi tổng cộng 292 bàn thắng, thực hiện hơn 250 đường kiến tạo sau 808 trận cho câu lạc bộ và tuyển Đức. Nhưng dường như những gì mà cầu thủ 33 tuổi này làm khi di chuyển không bóng, với khoảnh khắc anh thực hiện đường chuyền hoặc tung cú sút chẳng liên quan gì đến nhau. Dù bóng đá tiến bộ đến mấy và những kỹ thuật đo đạc tân tiến đến mấy, hầu như không có cách nào đo được Müller đã tạo ra bao nhiêu mét vuông khoảng trống nhờ khả năng thính nhạy tuyệt vời của anh. Thomas Müller có lẽ sẽ là trường hợp độc tôn và duy nhất đến lúc này, người ta không rõ được vai trò của anh trên sân bóng. Tuy nhiên, với bản thân tiền đạo người Đức, việc hiểu rõ chính mình và mang tới cho đội bóng những giá trị cao nhất chính là thứ đã giúp anh vẫn tồn tại trong thế giới bóng đá muôn màu muôn vẻ ở ngày nay.